chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo, con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và tâm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo trong áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương. Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo, con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và tâm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo trong áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Là khi thấy con đi như thế bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương, thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe ở trái tim này dừng cháy yêu thương. Mọi gian lao mẹ con ta san sẻ ở nhắm chân trời rực rỡ anh.